Hello, xin chào và chào tất cả em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là mình đây sẽ làm một cái thí nghiệm. Đây, đây là một cái quả trứng. Đây, tôi vừa mua ngoài chợ này. Đây, ok. Bây giờ tôi sẽ dùng siêu năng lực bóp quả trứng này. Đấy, bóp quả trứng này lại này. Đấy, bóp lại và không bể. Đây, tôi sẽ bóp quả trứng này lại không bể này nha. Đây, bóp quả trứng này không bể. Bây giờ tôi sẽ đi vần nồi cong để đập cái trứng này bể xem nó như thế nào. Ok, đây là quả trứng này nè. Đây, đây là trứng nha nè. Nó bể rồi. Thất bại rồi. Đây nè. Jack it up. Taiwan, I've been all around the globe.
1 2 đây 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 đó. Đây đây. Để cho anh em xem này. Đây là cái bãi trứng này, đây. Con bắp nó cũng bể rồi. Đây. 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 Ok. Hồ tao hồ tao anh em ơi, hồ tao quá. Yeah. Ok xong. Ok đây, thì tôi vừa đỡ xong trứng này, đây. Là tôi là bây giờ đang rất có hôi. Đây đây mà thấy trứng còn mắc trên này, đây đây. Thì thực sự tôi vừa làm xong bọc hao trứng xong. Đấy. Thực sự là đánh như tôi là rất là vui. Và bọc trứng rất là phê luôn đấy. Quả đầu thì nó bọc bể vào lục đoàn, quả hai thì nó cứ không chút là đoàn bọc nó không bể, ok thì đấy thì đó là đây đó là cái trải nghiệm của tôi nói về đây, ok thì anh em mà muốn thử thì hãy mua trứng về và làm thử theo xem theo sẽ như thế nào đấy, đã bọc bể không, ok thì anh em thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha, ok chào tất cả anh em đã xem clip tôi, chào tất cả, bye bye.